Hello em, và chào mừng em quay trở lại với channel của chị Z. Con VO2 em ơi. Nghĩa hên xui vẫn chơi được ấy em. Chơi thử đi. Rap mình sẽ đấm trước này. Ok nha. Bio sẽ ulti trượt này. Ok này. Ok. Đây lý do mình hay để con floor nó thường đứng riêng một chỗ ấy. Floor đứng cùng chỗ còn Bio kia sẽ bị đẩy cho đối phương ulti trước. Này đây con Rat 2 AMD 2 ngon. Floor à. À, AT sách thánh cái thế nhỉ? À, AT sách thánh khó mà em. Con thủ còn lâu rồi nữa. Đây nét lại còn gặp bạn HT bên này nữa. Mong quy mình chém còn HT bên kia trước anh em ơi. Hai chém. Không được rồi. Mày vẫn ăn được. Sao sẽ như dòng HT khỏe quá. Hey, kết à? Cái gì nhỉ? Ngon ăn sớm. Lấy về vui em. Shall I compare thee to a summer's day? Mà cái đồ cứ hay kết các thứ này chưa chắc là đánh do lấy về cho vui lịch sử không. Cân nhắc được anh em ơi. Cho quy lên nữa nhé. Cân
cần mình sẽ bán con già Ignis đi, dùng mong là không cần lắm. Càng thế bạn này đánh tê sạch thánh gớm vậy. Nó bị kia xiên luôn. Bắt con Enzo này. Soon I'll be 60 years old. Đây là when the world is cold up. Đây là Ngọc Phúc Đại khả năng là đánh ám thôi anh em ơi. Sao là ám à? Trận này đánh cung hơi hơi cực. Đấy không cũng tìm được kia nhưng chuyện thì giữ được chuỗi rồi. Nhà thì sách đánh vẫn giữ được chuỗi này. Càng đá 3 nguyên tố à. Phần à. Chắc này chắc không đánh Yon được anh em. Sách thánh à. Chúng bạn kia khỏe quá anh em ơi. Chúng cứ lực tiền sao. Lo góc này ổn không ta? Ổn góc bên kia, góc bên kia trông đáng sợ. Thánh đồ à? Căng ngó à? Xuyên một phát không? Một phát ok. À thầy sách thánh à? Đen mà mất chuỗi kìa anh em ơi. Hay anh sợ săn quỷ nhỉ? Lâu lắm mấy sợ săn quỷ. Kìa sao lag vậy? Lag quá anh em ơi. Anh thế nhở? Không may bị lag rồi anh em. Mạng lát tí lên I will see my destiny to the end. Từng này cho Ngọc Đại vào được này. Mà dù dòng này mình chưa có thương thì thổi hơi xấu tí. Đây rồi. Tìm đét anh em ơi. Huh.
Chắc tạm thời thợ săn quỷ này thôi vậy. Đang chưa biết cho gì vào, voi cũng đang hơi cân nhắc chút. Thôi tạm thợ săn quỷ và cầm máu nhé. Bắt này, dòng thổi floor xiên này. Đồ khá đẹp anh em ơi. Đồ này khá tím. Rồi thiếu nỗi truy hồn nữa là đánh được bán thần anh em. Cái thế nhỉ? Sao đồ rất đẹp. Đồ rất đẹp anh em ơi, chúng ta rất đánh bán thần được nhá. Bán thần được. Nghe hơi cay quá đấy. Ủa, có khá sớm nè, nhưng mà từ từ một chút đã nhé, một chút nữa rồi mình sẽ cho Narcot này vào sau nhé. Đang chờ đợi bán thần thì chờ đợi ám các thứ thôi. Thế để đồ cho floor kia cũng tạm được. Tại phải có bán thần nhá, thì con rồng mình nó mới đánh thường một phát để nó ulti thổi được luôn. Chứ không thì như thế mình đánh thế sẽ còn Narcot cả rồng rồi thổi được luôn, khá là tín. Nhưng muốn chuyện đấy xảy ra vì ulti này, ok này. Dòng thổi có truy hồn áp ám này. Mình đến 8 sớm thôi, tướng mình khá đẹp nhé. Tướng mình khá đẹp, đồ cũng khá đẹp nhé. Đây rồi. Thế thì bản thân này vào. Thêm ra cót này vào. Thì Ngọc Đại sẽ cho Narcot 2 này, cho Narcot được. Thương này cho Lau này. Chí mạng cho Narcot này. Nhưng giờ phải đánh thử một phát nó thổi luôn em ơi. Thương bắt đáy bên kia, hai thương bắt đáy bên kia. Ba thương bắt đáy bên kia. Này luôn đi. Rồng đánh thử một phát này. Narcot ulti luôn. Khá ổn áp đấy. Hai bản thần. Thiếu một ám thôi. Kiếm một con ám nữa. Chắc là con này luôn. Tulen mua được em. Zeal thì em xui. Mình không thích mua Zeal lắm. Sao quỷ đi rồi. Cho thêm con, mình cho thêm con khả năng đi rắc con gì đó. Lên dưới, lên trên. Check thương lại nhé. Bạn ấy vẫn đổi thương bên kia thôi, không ai đổi thương bên mình đâu. Hay cho này cho rồng nó thổi luôn nhỉ. Dòng thổi luôn cũng tín anh em ơi. Dòng thổi trước mà năng cót sẽ đánh thưởng một vài phát nó ulti sau. Cảm giác để dòng thổi luôn quan trọng hơn anh em ơi, chứ ăn nó ăn một cái quá choáng là đang dòng mình đi luôn à. Này cho tụi đen. Đó, rồng mình sẽ ulti được luôn, có phải đánh thường khoảng 2 phát gì đó. Nhưng mà chấp nhận được, 2 phát đánh thường chiêu chiêu thôi. Có đồ cho voi này, ây à. Mọi thứ thất lỡ nhỉ, tự nhiên mọi thứ thất lỡ nhỉ. Vì sao em ta? Cái này sẽ kích con Zeal nhá. Cá nhân mình thích kích con Zeal hơn, 4 rồng nam. Ừ, này đi. Sau mình đánh 9 luôn anh em ơi. 3 nắc 5 rồng này kiếm khó lắm, bạn sẽ tranh nhau khá nhiều. Mình chỉ cần một con mỗi bên là được. Không đam mê gì nhiều anh em ơi. Ok,
tất cả các nhà đầu tư bên kia này. Không ai dí mình này. Mong là cứ như thế này đến mãi mãi luôn càng tốt anh em ơi. Không ai dí mình cả. Rồng thổi luôn. Nakot xuống, đánh thưởng một vài phát ulti. Ơ, sao Nakot mình... Sao Nakot mình làm sao nhỉ? Sao không có đam nhỉ? Tưởng Nakot còn đấy phải xuống ulti các thứ nhỉ? Mình không kịp nhìn con Nakot đâu, nhưng mà hình như con Nakot không ulti được đúng không? Bị ăn choáng hay sao nhỉ? Mất chiêu à? Thằng thú à? Không hợp lắm anh em ơi, đồ này như thế này rồi. Nó có tiếp rồi nhá. Ê mà quả đấy sao nó có phải có đam nhỉ? Quay ra quay vào không thấy gì đam nào, con nó có luôn ấy. Kích thêm một cái nữa thì mình kích thêm phù thủy chăng. Richter này cũng không cần lắm nhưng mà cần cho tạm xuống này. Tơ xuống đốt được một tí đam. Lấy tạm về. Bạn này bắt thương bên này này. Rồi kệ đen lắm mới gặp rồi. Rồng thổi luôn này. Nakot ulti nhá. Đó, đó, rồng Nakot ulti một phát nữa. Theo lý thuyết là phải thế chứ. Nó có đánh thử một phát thì được nhưng mà rồng chắc phải thổi luôn. Quy à, được thêm quy vậy nữa. Vậy là có bán thần này con quy cũng khá là tín, sẽ xuống đấm được nhau sớm. Nguyên tố à? Kích được mấy nghìn máu này cũng ngon anh em này. Có bạn mà lốc để bên kia mà bạn để thêm bên kia là mình để rồi dần rồng ra giữa thôi. Von cát các bạn ấy để bên nào không biết. Lúc này đi. Đặt thêm ở đây. Là ulti đẹp mà. Đồng khá có con thêm này đi. Nhanh lên, trời ơi. Di ulti phát nào. Nhanh lên, nó bổ hai phát nó chết hết cả team rồi. Nó quỷ cho nó sẽ không kích đâu. Cầu nó mới kích thêm con Richter thôi. Không gọi kích thêm con Richter mà chỉ cho thêm con Richter vào để nó xuống gây đam các thứ thôi. Đây mình sẽ để con dầu này mình bắt Von Cat các bạn này kia. Tưới nhiều hoa tưới này, nguyên tố à? Này đi luôn. Này thì chưa kích được phù thủy nên mình sẽ để mình chờ một chút nhá. Mình gặp một bạn thêm đứng đằng đáy bên kia không? Ba thương bên kia, vẫn còn nhiều thương bên kia lắm. Mình tiếp đi. Giờ mình thổi đẹp này. Lau mình ulti được hai phát này. Lau kìa đứng đấy tanh trong rồng tốt phết anh em ơi. Na con mình còn liềm nhé. Bên tố à? Mình thể kéo con voi mình xuống một ô để mình kích thêm 20 mana cho nó. Cũng ok. Có thể cân nhắc anh em ơi. Đến này nó sẽ kích thêm ô. Thêm sau tướng mình thêm con Azenka. Tạm 3 nguyên tố à. Để kích giết con cáp này nha anh em nhé. Cáp này để giữa. Ghét nhờ. Giữa mẹ phải thổi chéo à? Chéo dễ toang lắm. Xui em ơi.
Em đợi mình em thêm con này với một con phù thủy này vào. Bỏ con Diêu đi, kích thêm phù thủy. 3.5 nắp. Gì cần vũ thế được không? Đây con cát này. Lights is fleeting. Victory means truth. Vẫn hay thương hai bên anh em ơi. Nó có bên này ngon hơn. Có đấy mình cần thay xếp hơi lỗi đấy em ấy. Rồi mình phải để con nắp cót bên này rồi con L'Oreal ở bên kia xếp hơi ngược tí. Mà thực ra này cũng được. Như thế này thì mình không bắt được con na cót, mình có một con na cót nào mình muốn bắt cơ. Đang cắn hay tàn máu lại nó sống dai lắm. Cần bán thần anh em ơi, gần nó illu. Mình có cần gì không? Sách thánh, mình cần thêm cái sách thánh. Rồi bây giờ đi tìm illu là xong anh em ơi. Con illu thay con Asenka này được. Voi ba Lily chúng ta đi được. Chưa ra anh em ơi. Thế này này. Chưa ra anh em ơi. Tạm thời là chưa ra. Con cá mình chết rồi nhỉ. Mày khỏe quá này phải. Giống cái con rồng nào một con gì nó thổi vào con cát này sớm thôi anh em ơi. Mình phải thổi chéo bạn này. Em muốn thổi chéo bạn này thì phải mấy bạn cầm thương đi đã. Cầm thương về đi bớt đi đã mẹ mình ăn bạn này. Ăn bạn này phải cần rồng Illu cần Illu. Illu thì chắc là ăn được thú đâu nhưng mà có thể thì vẫn tự tin hơn. Một con cá mình ăn chó à? Ok này. Thên trận này có gánh được gì không? 8.000 đam. Em sẽ bỏ thên đi nhá. À còn vả nhau lấy đồ nữa ra vậy, ra vậy. Vội quá anh em ơi, vội quá anh em ơi. Ai da. Bộ quá anh em không kịp ấy. Không cả này con ma lốc này nhảy à. Cổ quá anh em ấy, không kịp nhìn ấy, xong rồi con ma lốc mình cũng bị ấy nữa. Truy hồn này. Nhảy một phát này. Tính truy hồn này kìa, nhảy đi nhảy em các đó. Ok nha. Chỉ cần thế thôi.
À đây mình để hơi lỗi một chút. Tại mình phải để con này ở đây này, này ở đây, này ở đây. Này, ok. Nacot. Ly đến góc này được không nhỉ? Nacot à? Nacot với Lily thì mình thích con Lily hơn. Để thử Lily cầm đồ xem sao nhé. Thế này chắc bán này. Nhân tiền này. Một phát đánh thường, hai phát đánh thường, ba phát đánh thường. Xong rồi nó thả chiêu. Thế là tại vì đi đi kích được thêm phù thủy với là thêm kích thêm một cái hồ ly nữa. Sách thánh à, cái trận này thêm sách thánh được ấy. Thêm nó cầm sách thánh xong rồi nó bổ luôn cũng được. Quên đấy. Án xử đi mất rồi. Thôi, không chơi thêm đâu, chơi đi chấp nhận. Cần cái bán hạ này đi nhé. À, bây giờ có con thêm. Ốc thêm thứ gì ăn. Đây là góc này nhé. Ai thường hai bên ghét không? Sữa. Này. Nó có Lily tự nhiên choáng con Volcat bên kia này. Khá là ok này. Bây giờ không có gì con Volcat này. Ui, what the fuck man. Còn liền một giáp bổng mạnh em ơi. What the hell. Khỏe vãi. Ma điên đầu mà. Cần thêm truy hồn anh em ơi. Tụi này à. Ba đồ Lily nhá. Sớm muộn thì nó cũng ti thêm mấy phát thôi. Ê, bây giờ mình hơi tiếc con thêm nhá, bây giờ mình có nhiều đồ quá. Cái trận này không nhiều đồ thì mình đánh. Cái này Lily nữa. Dòng 2 này dây cuối nhá. Thương bắt đáy là thương bắt đéo con kia. Hồi giữa tiếp thôi. Hồi giữa đẹp này. Phê bạn này đi. Bạn này không có thương đúng không? Ok, mình sẽ tìm cách để mình thổi chết bạn này nhá. Anh chưa được con cắt 2 này khỏe tê. Trừ máu ra đi. Ok, trừ mất máu này. Được nha, nhưng mà này cho voi nhé. The door to another dimension opens now. Tín chưa nhỉ? Chứ không vẻ cũng tín tín đấy nhỉ? Dòng thổi đẹp nhá, Ilu ulti đẹp nhá, Nacot ulti đẹp nhá. Nacot này thì bên kia nhá. Nacot ulti phát. Ui. Giết được con teo anh em ơi. Nhảy. Ok nhảy, chém con teo này. Đánh thường, chém chết. Nhảy trước. Nhảy chứ. Không hiểu sao thắng ấy, nhưng mà vẫn thắng anh em ơi. Thắng được. Nguyên tố mình sẽ kích thêm một sát thủ nhá. Zill này vào kích thêm cái sát thủ. Còn có thêm con quy con thê được gì đấy. Hai rồng cũng được nhỉ. Quy đi. Thêm quy đi.
Nguyên tố à? Thích nguyên quy hơn anh em ơi. Thế bên kia chơi luôn. Quan trọng mình cứ cản cản thế này anh em ơi. Thế này phải bị cản. Nakot ulti này, dòng ulti này. Nakot nhưng mà con Nakot lại chui vào giữa à? Cũng hơi căng. Hơi rén quả Nakot giữa này một tí. Ba ba máu mà đi luôn được pha này ngon. Nhiều choáng quá. Nakot ulti một phát nó choáng nó đi. Ok ăn choáng một phát này. Không giết được. Mà nó ghét không anh em ơi con. Ô bọn chết rồi, chết chết. Đánh chết. Có thế chứ. Con quy mình không làm được việc đúng không? Mình sẽ bỏ quy đi, mình kích còn bằng con khác đi. Xem nào làm được việc mình chơi thôi. Bạn này đang chờ con thên à? Nào con mình không lấy đâu. Ziu à? Hay lấy con Ziu nhỉ? Quy này 2600 dam. Nakot từ này nhá, từ từ. Một ngọc đại này. Nakot ulti được luôn nhỉ? Bởi vì nhá, mình đang có 20 mana này, cộng 20 mana, cộng 35 mana. Thì mình không cần sách thánh cho Nakot cũng được. Mình có thể ném sách thánh cho Lily. Thì Nakot sẽ ulti được luôn một phát, xong rồi nó sẽ khả năng đánh thường, chém thường, chí mạng gì đó chăng. Hay là cho nó ulti 2 phát đi. Fuck it. Cho con Quy một cái. Xong rồi cho nó con Nakot ulti 2 phát đi. Tin tưởng Nakot. Ziu thì cân nhắc. Thêm con này nữa. Thên này, chơi thên đi. Quyết chơi thên đi. Có đồ cho thên. Thế thì thên vào đi. Blend. Thên thì còn hai đồ này thôi, nó đập phá toàn 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 bành ở dưới rồi. Ok này. Lily đồ kia này. Thên chỉ ba đồ luôn cũng được. Mình chẳng cần đủ quái gì đi luôn. Thên ba đồ nó bổ nhiều nhá. Chỉ mạng để cho con men tạm đi. Anh không đổi gì đúng không? Mong là đừng đổi gì anh em đi. Thên nhá, mình sẽ tìm thên nhá. Idu 2 này. Quan trọng đấy. Không đổi gì nữa. Mình bỏ quy luôn. Tiết kiệm tiền. Idu 2 này. Đó, thêm một thên trông nó uy tín hơn hẳn anh em ơi. 9.000 đam. Để đi ly làm gì không biết. Thế trận này có cái vả nhau mà lấy đồ ấy, nên là mình chơi thêm được, nó ra nhiều đồ mana. Trận này mà không có đồ thì có mà chơi thêm mắt. Thực sự chơi thêm mắt luôn ấy. Trận này đồ nhiều thật. Thêm nhiều đam là rồng. Ok vậy thôi. Ui dồi ôi, đóng được tìm. À, vì đến đây kết thúc rồi, anh thích clip thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.